vị và các bạn, bám sát mục tiêu phát triển lâm nghiệp giai đoạn mới, các huyện trong tỉnh tiếp tục triển khai nhiều chương trình dự án quản lý bảo vệ rừng, chú trọng trồng rừng sản xuất để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần tăng trưởng kinh tế, nỗ lực thực hiện tốt cơ chế chính sách khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia trồng và chế biến lâm sản. Thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững từ nay cho đến năm 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng phương án kế hoạch trồng rừng năm 2022 và những năm tiếp theo, giao chỉ tiêu cho các chủ đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng để chủ động chuẩn bị hiện trường trồng rừng và triển khai trồng rừng ngay từ những tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn, thiết kế, lập hồ sơ theo chỉ tiêu kế hoạch để kịp thời vụ trồng rừng. Năm nay, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu trồng 1.800 ha rừng tập trung, bao gồm 1.500 ha rừng sản xuất, 300 ha rừng phòng hộ, trồng 300.000 cây phân tán, tập trung tại 9 huyện Hòa An, Thạch An, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh và Hạ Lang. Bình quân mỗi huyện trồng từ 90 đến 200 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương, ban quản lý dự án tập trung thực hiện kế hoạch trồng rừng theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý đối với việc cung ứng các loại giống lâm nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hạn chế tình trạng các loại cây giống lâm nghiệp kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ trôi nổi trên thị trường, ảnh hưởng đến chất lượng trồng rừng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ các lô giống, đồng thời cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn bà con kỹ thuật đóng bầu, chăm sóc và phổ biến tiêu chuẩn cây xuất vườn. Tích cực khuyến cáo bà con lựa chọn các cơ sở sản xuất giống được cấp phép để mua cây giống, tuyệt đối không mua cây trôi nổi, không có nguồn gốc rõ ràng trên thị trường để tránh gây thiệt hại về kinh tế. Dựa vào kế hoạch tỉnh giao, ngay từ đầu năm các địa phương đã chủ động triển khai nhiệm vụ trồng rừng, đôn đốc người dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Tại huyện Thạch An, những năm qua, công tác phát triển rừng luôn được chú trọng. Hàng năm, cấp ủy chính quyền địa phương đã tăng cường chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho các xã trồng rừng, hướng dẫn người dân trồng rừng theo kế hoạch. Tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ người dân trồng rừng sản xuất. Vì vậy, trên địa bàn, số diện tích trồng rừng sản xuất ngày càng tăng lên. Năm 2021, toàn huyện trồng được gần 1.000 ha, trong đó trồng rừng thay thế gần 30 ha, rừng sản xuất hơn 200 ha. Nhân dân tự bỏ kinh phí trồng trên 740 ha. Năm 2022, huyện phấn đấu trồng mới 1.450 ha, trồng lại sau khai thác 100 ha. Riêng cây hồi trồng 15 ha, cây quế 35 ha, cây dược liệu 15 ha tại các xã Lê Lai, Vân Trình, Đức Xuân, Thụy Hùng, Đức Long, Quang Trọng, thị trấn Đông Khê, Lê Lợi, Minh Khai, Canh Tân, Đức Thông, Kim Đồng và Trọng Con. Để thúc đẩy trồng rừng sản xuất, đặc biệt là đối với các cây trồng chủ đạo, cây thế mạnh của địa phương, huyện Thạch An tiếp tục xây dựng các giải pháp về phát triển lâm nghiệp, tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo việc sử dụng rừng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, quan tâm đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cho thuê rừng, thực hiện các chương trình dự án phát triển rừng ở địa phương. Chú trọng hơn nữa đến khâu liên kết trồng rừng, đảm bảo đầu ra và thu nhập ổn định cho người dân tại các xã trọng điểm. Quan tâm đầu tư ngân sách cho bảo vệ và khoanh nuôi trồng mới và trồng nâng cấp rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo hướng bền vững, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển rừng sản xuất theo hướng thâm canh, kinh doanh tổng hợp, tạo thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Lồng ghép các chương trình dự án về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện để góp phần đầu tư cho lâm nghiệp. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động người dân tập trung quản lý bảo vệ rừng và tập trung chăm sóc những cái rừng đã trồng và triển khai trồng rừng mới để khai thác cây lấy gỗ.
Đối với các cái doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân, các chủ rừng thì chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo tập trung thực hiện các cái công tác lập kế hoạch, rồi quy hoạch và thiết kế các cái rừng trồng để thực hiện triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Trong cái thời gian tới thì hy vọng rằng với những cái giải pháp tích cực, và chúng tôi sẽ có những cái lồng ghép các cái nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các cái nguồn vốn của trung ương, của tỉnh để tập trung triển khai trồng rừng trong cái thời gian tới được tốt. Cùng với thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp, huyện Hòa An có diện tích đất lâm nghiệp gần 50.000 ha, rừng tự nhiên trên 32.000 ha, rừng trồng gần 4.000 ha, rừng khoanh nuôi tái sinh trên 7,6 nghìn ha, diện tích đất có rừng trên 36 ha, trong đó rừng đặc dụng hơn 27 ha, rừng phòng hộ 15.188 ha, rừng sản xuất hơn 28 nghìn ha, trên 10.800 hộ dân trồng rừng, tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 60%. Các địa bàn có diện tích trồng rừng cao gồm Đức Long, Trương Lương, Dân Chủ, Nam Tuấn, Đại Tiến, Hồng Nam, Hồng Việt, Ngũ Lão, Bạch Đằng. Riêng xã Nam Tuấn, bên cạnh việc phát huy thế mạnh của vùng thuốc lá trọng điểm, cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã xác định mục tiêu phát triển rừng trong cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn xã có 2.394 ha rừng, trong đó có 1.800 ha rừng phòng hộ, số còn lại là diện tích rừng sản xuất. Đến nay, xã đã trồng được trên 300 ha rừng sản xuất, chủ yếu là các cây keo lai, thông và cây lát. Ngoài việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng, thì vấn đề chi trả dịch vụ môi trường rừng ở trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2021, huy động từ các nguồn thu để chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt hơn 26,7 tỷ đồng, trong đó Quỹ Trung ương điều phối hơn 19,7 tỷ đồng, thu các nhà máy thủy điện nội tỉnh trên 6,6 tỷ đồng, thu tiền nước sạch trên 364 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện thu tiền dịch vụ môi trường rừng của 24 nhà máy thủy điện, một cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch. Năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Cao Bằng đã giải ngân được hơn 32,5 tỷ đồng, trong đó Ban Quản lý rừng đặc dụng khu bảo tồn trên 701 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp hơn 621 triệu đồng, chi trả cho các tổ chức hơn 132 triệu đồng, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, thôn bản gần 26 tỷ đồng, chi cho Ủy ban Nhân dân xã hơn 5 tỷ đồng. Thực hiện cái chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thì đạt được kết quả rất là khả quan, rất là tốt, là một cái nguồn thu xã hội hóa để bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Đối với cái diện tích mà trên 2.200 ha được thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng thì trong những năm vừa qua thì các diện tích này đều được quản lý, bảo vệ và phát triển tốt. Hiện nay ban điều hành quỹ cũng đang tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa về cái chi trả dịch vụ môi trường rừng, là cái thứ nhất là tiếp tục rà soát các cơ sở có sử dụng dịch vụ môi trường rừng như các cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng đến nước và những cơ sở nuôi trồng thủy sản là có sử dụng đến dịch vụ nước, là tiếp tục rà soát và để thực hiện chi trả đầy đủ cái tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Cái thứ hai nữa là thực hiện tốt cái công tác theo dõi diễn biến rừng, cập nhật thường xuyên những cái biến động về rừng để đảm bảo chi trả dịch vụ môi trường rừng cho đúng đối tượng, đủ và đúng diện tích mà các chủ rừng đang có trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Cái thứ ba nữa là tiếp tục đôn đốc các đơn vị còn nợ động tiền dịch vụ môi trường rừng. Theo quy định hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thì có hai cái doanh nghiệp còn nợ động tiền dịch vụ môi trường rừng, là công ty cổ phần thủy điện Đông Bắc là thủy điện Bản Lạ, Trùng Khánh, còn nợ trên 5 tỷ đồng. Và công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Minh thì cũng đang nợ dịch vụ môi trường rừng. Đối với thủy điện Thân Giáp và thủy điện Thông Phát 2, thì đối với hai đơn vị này thì vừa rồi
bên ban hành điều hành quỹ cũng đã rà soát cái số tiền còn nợ động và báo cáo bên phối hợp với bên Sở Công Thương, báo cáo Ủy ban tỉnh có cái hướng giải quyết phải đôn đốc nộp đầy đủ cái số tiền này, thì cũng đã báo cáo Ủy ban nhân tỉnh về cái hai trường hợp còn nợ động tiền dịch vụ môi trường rừng. Và tiếp tục đẩy mạnh về công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp như luật lâm nghiệp, đặc biệt là nghị định 156, trong đó có hẳn một chương dành cho chi trả dịch vụ môi trường rừng, và các chính sách liên quan đến công tác chi trả dịch vụ môi trường tới các tổ chức cá nhân có sử dụng dịch vụ môi trường rừng, chi trả đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Hiện toàn tỉnh có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên 546 ha. Trong đó, diện tích có rừng hơn 374.000 ha, rừng tự nhiên trên 357.000 ha, rừng trồng trên 17.000 ha, diện tích đất chưa có rừng trên 172.000 ha. Diện tích đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng hơn 3.239 ha. Diện tích khoanh nuôi tái sinh trên 85.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng 55,88%. Thực hiện dự án bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2021-2025 tại địa bàn 9 huyện trong tỉnh. Dự kiến quy mô trồng mới 4.980 ha rừng phòng hộ, sản xuất và 1 triệu cây phân tán. Đối với trồng rừng tập trung, xác định các loại cây có giá trị kinh tế cao được ưu tiên triển khai như quế, hồi, mỡ, thông, sa mộc, mắc ca. Cây phân tán chủ yếu gồm các loại lát, chám, xoan. Các đơn vị được giao thực hiện dự án gồm các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và chi cục kiểm lâm tỉnh. Thì trong quá trình hàng năm triển khai thực hiện có những khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là về cái diện tích đất trống để cho phát triển rừng sản xuất ấy. Trên thực tế rà soát thì tương đối lớn, nhưng để triển khai thực hiện ấy thì cái quy mô nó rất là nhỏ lẻ. Chủ yếu là cái diện tích mà ở những cái vùng sâu vùng xa. Thì đối với cái diện tích vùng gần ấy, như vùng Hòa An, thành phố thì dân người ta cũng tự đầu tư, người ta tự trồng rồi. Tuy nhiên để phát triển, để cái phát triển trồng rừng sản xuất này thì cái thứ nhất là cái đất lâm nghiệp thì đã giao cho từng chủ quản lý là hộ gia đình. Do vậy là có những cái hộ mà có đất nhưng mà lại không có nhân lực để thực hiện. Những cái đơn vị mà được giao thực hiện cái dự án bảo vệ phát triển rừng đi triển khai lập thiết kế trồng rừng mà đến khi phát cây giống rồi thì người dân người ta lại không thực hiện nữa. Do vậy là cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả thực hiện hàng năm. Trước thực trạng phát triển rừng không đồng đều giữa các địa phương, chất lượng rừng còn nghèo kiệt, tình trạng chặt phá rừng, cháy rừng còn xảy ra ở nhiều nơi, đời sống của người trồng rừng còn khó khăn, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về bảo vệ phát triển rừng, tăng cường quản lý khai thác rừng, tích cực kiểm tra giám sát đối với các doanh nghiệp cơ sở thuê đất trồng rừng và chế biến lâm sản, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ về trồng và chăm sóc rừng, xây dựng các mô hình thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư phát triển lâm nghiệp, nhất là đầu tư chế biến sâu để nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng, làm tốt về xã hội hóa việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo vệ tốt rừng tự nhiên và môi trường sinh thái. Để thực hiện tốt cái chỉ tiêu phát triển rừng năm 2022 cũng như các năm tiếp theo, thì Chi cục Kiểm lâm cũng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp sau. Thứ nhất là vẫn phải thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến rừng, cập nhật diễn biến rừng, từ đó xác định được cái diện tích đất trống có thể thiết kế để trồng rừng. Và cái thứ hai nữa thì chỉ đạo các hạt kiểm lâm chủ động phối hợp với các ban quản lý rừng ở trên địa bàn huyện xác định cái diện tích đất trống để chủ động thiết kế cái chỉ tiêu trồng rừng năm 2022 và các năm tiếp theo là phải chuẩn bị ngay từ năm 2022 để ta chủ động thiết kế để khi thời vụ là chúng ta tiến hành trồng rừng. Và cái thứ ba nữa thì tăng cường kiểm tra đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu trồng rừng các năm phải đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cái chỉ tiêu đã giao và hoàn thành cái chỉ tiêu từng năm một.
Bên cạnh việc đẩy mạnh các giải pháp trồng rừng, sản xuất theo tiến độ, các địa phương cần kiên quyết thu hồi những dự án đầu tư trồng rừng kém hiệu quả, triển khai các phương án ứng phó với thiên tai, phòng cháy chữa cháy, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế, xây dựng các địa bàn trọng điểm về trồng rừng sản xuất để nhân rộng ở các địa phương trong tỉnh, phổ biến về quy trình khai thác rừng tập trung. Đặc biệt, cần làm tốt công tác quy hoạch về sử dụng đất đi đôi với chuyển đổi cơ cấu cây trồng lâm nghiệp hiệu quả, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng mới, tăng cường vai trò của người dân và cộng đồng trong việc tham gia quản lý bảo vệ rừng. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2022, nâng độ che phủ rừng cũng như nâng cao giá trị kinh tế cây lâm nghiệp ở trên địa bàn toàn tỉnh. Chuyên mục Nông nghiệp Nông dân và Nông thôn tuần này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.